Tính cách cố chấp bảo thủ, chỉ cần tính cách có chỗ thiếu hụt sẽ không khó đối phó. Thiên cổ Đông Phong tâm niệm thay đổi ra thật nhanh. Hắn vậy mà tại sao sẽ đột nhiên trở thành đường môn môn chủ? Người cùng hắn không là đồng học sao? Nhìn xem có cơ hội hay không, thừa dịp lần này tại Tinh La Đế Quốc gặp được tiếp xúc với hắn thoáng một phát, tìm kiếm ý của hắn. Người này có thể dùng bằng chứng ấy tuổi để trở thành đường môn mới nhầm môn chủ. Tà Đức Chí đúng là cùng với Tang Hâm, hằng khẳng định rằng có cái gì suy tính. Đây hẳn là đến trước đài mục đích gì đó. Chúng ta muốn cố gắng hết sức sớm biết như vậy. Chắc hẳn người cũng biết, trước mắt chúng ta cùng với đường môn quan hệ chính xác là quyết liệt. Giữ lại tình huống này, phải biết sáng thêm nữa chính xác tin tức mới thuận tiện lập ra tính nhắn vào trong xác lược. Hồn đạo thông tấn bên kia cùng với nàng ngẩn người, tiếp cận hắn. Đúng vậy, người thân là thân phận của truyền linh sứ, hắn hẳn là còn chưa biết. Bữa đêm này chúng ta cũng không có đối ngoại tuyên bố, người có thể thử nghiệm đi xem. Có điều hay là muốn dùng an toàn của chính mình vị trí thứ nhất, đường phố lân lần này chắc chắn không đơn giản. Ngũ thần chi quyết này người có không nhìn ra chứ? Cô Nguyệt Na lại nói, có nhìn trận thứ 3 mới vừa rồi chấm dứt không lâu, hắn lại thắng, rất nhanh ngài có thể chứng kiến video. Lại thắng sao? Tinh La Đế Quốc không có ai sao? Âm thanh của Thiên Cổ Đồng Phòng bỗng nhiên cất cao, khí tưng cũng rõ ràng trở lên có một chút nóng nảy. Đường môn thật đúng là sẽ lách ích ra hề kính, Tạ Liên Bang bị chúng ta áp chế không ngẩng đầu lên được, rõ ràng đi Tinh La Đế Quốc, hơn nữa thông qua loại phương thức này đến lan truyền bản thân. Đường Phụ Lân này, hừ. Cho dù là cách xa trùng xương, cô Nguyên Na cũng có thể cảm nhận được đến từ chính Thiên Cổ Đồng Phòng thật sâu sát ý. Được rồi, ta sẽ đi thử một chút đấy, trường tháp chủ bên kia. Thiên Cổ Đồng Phòng lại nói, ta sẽ hướng hắn dặn dò, hắn lần này cũng thật sự là quá để cho ta thất vọng rồi. Có quan hệ với tư liệu của Đường Vũ lần này, người viết ra một phần văn bản tài liệu truyền về, càng kỹ càng càng tốt, kể cả trưởng thành của hắn trải qua, kể cả người biết hết thấy chúng ta thiếu khuyết phương diện này tư liệu. Được rồi, cô Nguyệt La lúc này đáp ứng một tiếng. Dập máy thông tin, sắc mặt của Thiên Cổ Đồng Phòng trở lên càng thêm âm trầm. Đường Vũ Lân có một chút mở mịt mở ra hai con người, chung quanh một vùng tăm tối. Đây là lời nào? Đồng Vũ có một chút không biết giải quyết thế nào, cảm tụ ra được hết thảy chung quanh, toàn thân không còn chút sức lực nào, tràn đầy cảm giác suy yếu. Loại cảm giác này giống như không hề giống tử vong. Lúc trước tại cảm nhận được tử vong tiếp cận thời điểm đó, kỳ thật càng giống như là đi đến một cái thế giới khác, tất cả ý thức chịu đi xa, toàn thân nhẹ bỗng, đục không tụ lực, không có thống khổ, cũng không có sung sướng. Có thể giờ này khắc này, hắn cảm nhận được hơn nữa là suy yếu mang tới thống khổ, thân thể giống như khô héo, đã mất đi sức sống. Chẳng lẽ ta không có chết, làm sao có thể? Khi đó của ta sinh mệnh lực lượng rõ ràng đã tiêu hao hầu như không còn. Đến với Đường Vũ Lân, miền hạ ngày hôm qua khổ cực rồi. Đi ở Tinh La Thành náo nhiệt ở trên đường phố, Đường Vũ Lân hướng về Thánh Linh Đấu Là nói xa. Nhã Lị mỉm cười, là một tên trị liệu hệ hồn sứ có thể cứu chữa người khác là ta rất chuyện vui. Cũng là ta này thân trị liệu hệ năng lực có thể đưa đến tác dụng. Đường Vũ Lân từ trong thầm thầm nói, ngài thật sự là khắp thiên hạ người hiền lành nhất. Như này hôm qua, kỳ lần đấu là loại tình huống đó, cũng chỉ là vì Thánh Linh Đấu Là ở đây mới có thể đem hắn từ trên con đường tử vong kéo trở về. Không có vị này, chỉ sợ hiện tại thi thể của kỳ lần đấu là đều nguội lạnh rồi. Nhã Lị ở trong mắt hiện lên trên một vòng nhớ lại, nàng còn rõ ràng đã nhớ rõ cái đêm kia, nàng cùng với hắn đứng ở trong hải thần bờ hồ, nàng rúc vào trong ngực của hắn, nhẹ giọng hỏi hắn. Cô gái thích ngươi nhiều như vậy, các nàng đều ưa thích như vậy, xinh đẹp như vậy, ngươi như trước đã chọn ta. Bởi vì ngươi là trên cái thế giới này rất người con gái lương thiện, ta chỉ tưởng rằng cả đời ngươi luôn luôn là hồn nhiên hỏa thiện lương nâng ra ở trong lòng bàn tay che chở. Hải thần hồ không lớn, chỉ có thể chứa nổi một hải thần đảo, tâm của ta cũng không lớn, chỉ có thể chứa nổi một cái nhà ngươi. Cảm nhận được bên người tâm tình của Thánh Linh Đấu La đột nhiên xuất hiện ra rõ ràng chấn động, Đường Phố Lân lúc này quay đầu nhìn lại, thấy là trong con người của nàng dâng lên trên tầng một hơi nước nhàn nhạt, nhất định là khơi gợi lên trên chuyện thương tâm của nàng. Đường Phố Lân cảm thấy áy náy, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra. Đế quân thể dùng quán chung quanh, chỉ có thể sử dụng chật như là nệm cối để hình dung, còn chưa tới vào bàn ngày thời gian, lâu đây cũng đã kín người hết chỗ. Giờ cũng là đường môn có quan hệ tranh hoặc chữ
viết dưới, số lượng rõ ràng trở lên thêm nữa, còn có một chuôn rơ ở trong tay kỳ lân đấu la bốn chỗ đánh dấu. Không thể nghi ngờ, trong lòng của bọn họ đã tha thứ cho kỳ lân đấu la, đương nhiên trong lòng của bọn họ vì kỳ lân đấu la kia cũng đã chết. Đối với tình huống của kỳ lân đấu la, ân từ tỏ vẻ trước đối ngoại là giấu giếm, trước đứng ở cho thế nhân biết rằng hắn vẫn còn sống tin tức này. Cuối cùng hắn là một vị cực hạn đấu la tầng thứ cường giả, đối với tương lai đế quốc mà nói, lớn như có thể nhiều ra một cái lá bài tẩy như vậy, tương lai coi như là chiến tranh thật sự đã bắt đầu cũng có thể tốt hơn ứng đối. Đường Phụ Lân cùng với Nhã Lị như trước ở lối đi qua, dòng người sẽ tự động tránh ra, nhưng lại không có cảm giác chút nào, cho nên nếu từ trong bầu trời nhìn xuống, có thể chứng kiến bọn họ tiến lên trên không có chút nào đã bị người ta xung quanh ảnh hưởng, mà trên mặt đất sân chúng cũng không có phát hiện ra tại bên cạnh mình có người lướt qua. Lực lượng của người khống chế lại có thể tiến bộ, Nhã Lị sốc cuồng mở miệng lần nữa. Đúng vậy, có đi một chí lĩnh ngộ rồi. Đường Phụ Lân lúc này không có khiêm tốn. Tuy rằng U Thần Chi Quyết sau khi bắt đầu chỉ có ngắn ngủi thời gian 3 ngày, nhưng 3 ngày này hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình đối với tự thân lực lượng chỉnh hợp ra tốc độ cực kỳ lớn tăng nhanh. Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng là có thể đem lúc trước liên tục đột phá mang đến đồ vật thông hiểu đạo lý, cũng coi như là chính thức tăng lên trên tới tương ứng cấp độ. Tinh là đế quốc thủ liền bá trấn, hôm nay đối thủ của người sẽ không đơn giản, chú ý an toàn. Đường Phụ Lân cùng với kỳ lân đấu la một trận chiến, nàng vẫn luôn luôn ở bên cạnh nhìn chăm chú. Một khi Đường Phụ Lân xuất hiện nguy hiểm, bọn ta sẽ ngay đầu tiên cứu chữa. Tựa như ngay lúc đó ngũ hành thần châm lần thứ nhất thiếu chút nữa xuyên thấu của Đường Phụ Lân. Thời điểm đó Nhã Lị cũng đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng lúc đó phát sinh biến hóa thực sự quá nhanh. Đường Phụ Lân ứng đối rất nhanh, cho lên, nàng mới chưa kịp ra tay. Sau quá trình chiến đấu, càng là để cho Nhã Lị âm thầm gật đầu, người yêu của nàng đã từng là đại lục đệ nhất nhân, nàng càng là bạn hắn thời gian dài nhất, cho nên không có người nào so với nàng, càng đối với cái kia đỉnh tầng cao nhất hiểu rõ ra hơn được rồi. Trên người của Đường Vũ Lân, nàng dường như thấy được bóng dáng của hắn, năm đó Vân Minh chính là như vậy không ngừng tăng lên. Tổng ở trong tất cả mọi người cho là hắn không có khả năng hoàn thành thời điểm đột phá, một lần lại một lần, tối trùng chạm tại hồn sư giới đỉnh phong, đã trở thành cả sử lấy các học viện định hải thần châm. Bây giờ Đường Phụ Lân cùng với ban đầu Vân Minh rất giống như vậy, luôn luôn có thể làm việc người khác không thể, mà ngũ thần chi quyết như vậy ở dân đấu, đủ để khiến cho hắn một tối thành danh. Không thể nghi ngờ, hắn hiện tại đã là lực lượng khắp lối chúa mục đích đối tượng. Đại lục cục diện biến hóa, truyền linh tham cùng với thánh linh giáo quan hệ ám muối, đường môn bị áp chế, sư lấy các học viện bị hủy, các phái hoàn toàn bị ứng phái áp chế không thể động đậy, chiến tranh sắp phát sinh. Dưới loại tình huống này, đường môn sư lấy các nhất mạch nhất định phải có người đứng ra, trên thêm vào vô tình đấu la lưng đeo khuyết thần quân đoàn gánh nặng, không cách nào đơn giản trở về. Đa tình đấu la là quân sư hình nhân tài, trước kia cũng vẫn luôn luôn là phụ tá vô tình đấu la đấy. Hơn nữa hắn cùng với long hoàng đấu la lòng dạ nguyệt đều có chung một vấn đề, cái kia chính là tuổi. Bọn họ đều là lão một đời cực hạn đấu la, lại tại biết được phần đồng vị cực hạn đấu la bên trong. Trẻ tuổi nhất liền là ngày hôm qua cùng với Đường Vũ Lân đã chiến kỳ lần đấu la đồng vũ. Mặt khác cực hạn đấu la tuổi tác cơ bản đều là vượt qua 100 tuổi. Bọn hắn cái tuổi này lại đứng ra, có thể kéo dài bao lâu? Làm sao có thể đủ lại để cho đường môn cùng với sự lấy các đoạn trước tương lai? Cái này cũng rất khó nói. Tình huống của đường môn cùng với sự lấy các học viện như trước nguy cơ, ngay tại lúc này, chỉ có một đời tuổi trẻ chân chính trương trưởng thành đứng lên mới có thể gánh vác được việc lớn, mới có thể để cho hai đại tổ trương tốt hơn truyền thừa tiếp. Cho nên là vô tình đấu la phát hiện ra Đường Vũ Lân được đến vị diện chiếu cố về sau, liền không chút lựa chọn biểu đạt đối với ủng hộ của hắn. Trong thế hệ trẻ tuổi, không có người so với hắn thích hợp hơn gánh vác được việc lớn rồi, mà bọn hắn hít lão nhân gia này thì ở trong phía sau toàn lực ủng hộ, vì Đường Vũ Lân hộ giá hộ tống. Đường môn cùng với sư lệ các có nhiều bị áp chế, trước mắt cũng có 3 vị cực hạn đấu la tổng thứ cường giả tọa chấn, coi như là không bằng truyền linh tháp bên trên và thánh linh giáo, tại chiến lực cao bên trên cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Mà Đường Vũ Lân cũng không có thể nào để cho bọn hắn thất vọng. Từ khi tiếp nhận đường môn môn chủ về sau, tốc độ phát triển nhanh chóng, không chỉ có hắn, hắn các đồng bán đều bên cạnh cũng như vậy. Không hề nghi ngờ, khi bọn hắn lần này tần nhận đại chính thức phát triển ra lúc thức dậy, chính là đường môn cùng với sự lấy căng quật khởi lần nữa thời cơ. Tình huống của thánh linh giáo như thế ai cũng không biết, nhưng mà ít sao truyền linh táp tại tân sinh bên trong còn không có ai có thể so sánh với Đường Vũ Lân.
Nhã Lị mấy ngày này mới giờ một mực đi theo đường Vũ Lân, đối với hắn mà nói khắc khổ tu luyện, gặp đường chuyện phương thức xử lý toàn bộ đều thấy rõ. Đứa trẻ này cho tới bây giờ đều không có để cho nàng thất vọng qua, cho dù là tại cha mẹ bị chút sát về sau, còn có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại, dùng đại cục làm trọng đúng là không dễ. Đương nhiên hắn cũng không biết, dưỡng phụ của đường Vũ Lân cũng là không có như vậy thực sự tử vong. Ngũ thần chi quyết, ba trận chiến toàn thắng. Từ trên thân hắn, Nhã Lị thấy đường càng ngày càng thân ảnh của nhiều hơn là Vân Minh. Hắn đã bắt đầu ánh sáng chói lọi nở rộ. Tổng có một ngày hắn sẽ trở thành lại một kình thiên đấu la khác, chống đỡ lùi cả đường môn cùng với sử lấy các học viện. Tiến vào trong phòng nghỉ, đường Vũ Lân dành thời gian ngồi xuống. Hôm nay cũng mấy ngày hôm trước bất đồng, tuy rằng hắn đã tại tối ngày hôm qua cố gắng nghỉ ngơi khôi phục lại, nhưng bởi vì ở trong chiến đấu tiêu hao rất lớn, hơn nữa về sau lại vì kỳ lân đấu la phục sinh chuyện tình hao phí không ít tâm lực, cho nên dù là dùng hắn thân thể tố chất, sáng sớm hôm nay khi mà tỉnh táo trở lại đều có một chút cảm giác mệt mỏi. Nhã Lị đi vào đường Vũ Lân ở sau lưng, giơ tay phải lên trên, nhẹ nhàng đặt ở trên lưng của hắn. Tầng bột nhu hòa bạch sắc quang mang chóng mặt lập tức bao phủ ra trên người của đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ôn hòa ôm tròn, toàn thân hồn lực giống như ăn hết thuốc bổ, giống như nhanh chóng khôi phục lại rồi tăng lên. Trong cơ thể hết thảy năng lực đều tự hành trải chuốt và thức tỉnh. Quan trọng nhất chính là hắn đã cảm thấy đó của chính mình hồn hồn ngạc ngạc, tiến nhập một loại nửa ngủ say trạng thái, tinh thần đã nhận được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Ý thức đắm chìm lúc này hắn chỉ cảm thấy có thánh linh đấu la ở đây thật là tốt. Đế Vân Nhi thật sớm lên đi tới bên trong sân thể dục, ngồi ở chỗ một cái không ngờ ai cũng sẽ không chú ý tới trong góc, lặng lặng cùng đợi. Liếc mắt bên trên khán đài, một cái kia cách viết ngày càng lộ ràng cốt tranh hoặc chiêu viết.